Xin chào anh chị các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Thùy Says, nơi chia sẻ những ý tưởng, kiến thức từ những cuốn sách về tài chính và đầu tư. Trong video lần này, mình sẽ chia sẻ những bài học mình đúc rút được từ cuốn sách, bắt đầu với câu hỏi tại sao nghệ thuật truyền cảm hứng trong kinh doanh của Simon Sinek. Cuốn sách đột phá của Sinek giải thích câu hỏi tại sao một số tổ chức có thể truyền cảm hứng trong khi những tổ chức khác thì không, và làm thế nào để bắt đầu với câu hỏi tại sao, hoặc mục đích và niềm tin thúc đẩy một công ty có thể tạo nên sự khác biệt. Thông qua những câu chuyện đầy cảm hứng và những ví dụ điển hình, Sinek cho thấy các nhà lãnh đạo và công ty vĩ đại như thế nào, từ Apple đến Martin Luther King, đã có thể tạo ra những người theo dõi trung thành và đạt được thành công lâu dài bằng cách bắt đầu với câu hỏi tại sao. Cho dù bạn là một doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp, hay chỉ đơn giản là người đang tìm kiếm nguồn cảm hứng, bắt đầu với câu hỏi tại sao là một cuốn sách bạn nên đọc. Nó sẽ thách thức tư duy của bạn và giúp bạn khám phá ra sức mạnh của phương pháp Purpose-Driven Leadership. Purpose-Driven Leadership là một phương pháp lãnh đạo, trong đó các nhà lãnh đạo tập trung vào các giá trị cốt lõi của tổ chức và để chúng hướng dẫn hành động của họ. Bạn còn chờ đợi điều gì nữa? Hãy bắt đầu với hành trình trở thành nhà lãnh đạo đầy cảm hứng ngay hôm nay. Để một chút đầu tiên rút ra từ bắt đầu với câu hỏi tại sao của Simon Sinek, là câu hỏi tại sao là nền tảng của sự lãnh đạo thành công. Theo Sinek, những nhà lãnh đạo vĩ đại là những người có khả năng truyền cảm hứng và động viên người khác bằng cách bắt đầu với mục đích, nguyên tắc hoặc niềm tin của họ. Điều này là do khi mọi người hiểu câu hỏi tại sao họ đang làm điều gì đó, họ sẽ có động lực hơn để hành động và hướng tới mục tiêu chung. Sinek lập luận rằng nhiều công ty và các nhà lãnh đạo tập trung quá nhiều vào những gì họ làm và cách họ làm hơn là câu hỏi tại sao họ làm điều đó. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu đam mê và mục đích cho cả nhà lãnh đạo và người theo dõi họ. Tuy nhiên, bằng cách bắt đầu với câu hỏi tại sao, các nhà lãnh đạo có thể tạo ra ý thức mạnh mẽ về mục đích và ý nghĩa cho chính họ và cấp dưới của họ. Để hiểu tầm quan trọng của việc bắt đầu với câu hỏi tại sao sẽ rất hữu ích nếu xem xét một số ví dụ về các nhà lãnh đạo thành công đã làm được điều đó. Chẳng hạn, Sinek thảo luận về tấm gương của Martin Luther King. Cho các bạn chưa biết thì Martin Luther King là mục sư, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi và là người đã đoạt giải Nobel Hòa Bình vào năm 1964. Ông là một trong những nhà lãnh đạo có sự ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất bạo động. King được nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ như một anh hùng, nhà kiến tạo hòa bình và thánh tử đạo. Ông là người đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người đấu tranh cho các quyền công dân bằng cách bắt đầu với niềm tin của mình và bình đẳng và công lý cho tất cả mọi người. King không tập trung vào các chiến thuật và chiến lược cụ thể để đạt được các quyền công dân, mà tập trung vào câu hỏi cơ bản, tại sao nó lại quan trọng. Tương tự, Sinek chỉ ra ví dụ về Steve Jobs và Apple. Jobs không chỉ tiếp thị các sản phẩm của Apple dựa trên các tính năng và thông số kỹ thuật của chúng. Thay vào đó, ông tập trung vào niềm tin cốt lõi của công ty trong việc thách thức hiện trạng và tạo ra những sản phẩm đơn giản, trang nhã và dễ sử dụng. Niềm tin này đã truyền cảm hứng không chỉ cho nhân viên của Apple mà còn là cho hàng triệu khách hàng trung thành trên khắp thế giới. Sức mạnh của việc bắt đầu với câu hỏi tại sao không chỉ giới hạn ở các nhà lãnh đạo, công chúng biết đến hoặc các tập đoàn lớn, mà cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào muốn truyền cảm hứng cho người khác và đạt được thành công. Chẳng hạn, một chủ doanh nghiệp nhỏ bắt đầu với mục đích hoặc sứ mệnh rõ ràng sẽ có nhiều khả năng thu hút những khách hàng có cùng mục đích hoặc là sứ mệnh đó. Tương tự như vậy, một tổ chức phi lợi nhuận bắt đầu với niềm tin mạnh mẽ và mục tiêu của mình sẽ có nhiều khả năng thu hút các tình nguyện viên và nhà tài trợ đam mê mục tiêu đó. Một trong những lợi ích chính của việc bắt đầu với câu hỏi tại sao là nó tạo ra cảm giác thuộc về và chia sẻ mục đích. Khi mọi người hiểu câu hỏi tại sao họ đang làm điều gì đó, họ có nhiều khả năng cảm thấy được kết nối và chia sẻ bản sắc với những người khác có cùng mục đích. Điều này có thể tạo ra ý thức cộng đồng mạnh mẽ, thúc đẩy sự hợp tác và làm việc nhóm. Mục đích khác của việc bắt đầu với câu hỏi tại sao, nó có thể giúp các nhà lãnh đạo tập trung và có động lực khi đối mặt với những thách thức hoặc thất bại. Khi các nhà lãnh đạo hiểu rõ mục đích của họ và câu hỏi tại sao họ đang làm những gì họ làm, họ có nhiều khả năng kiên trì đối mặt với những trở ngại và duy trì động lực cũng như năng lượng của mình. Tuy nhiên, bắt đầu với câu hỏi tại sao không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nó đòi hỏi rất nhiều sự xem xét nội tâm và tự suy ngẫm để xác định được mục đích và niềm tin thực sự của một người. Nó cũng đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải xác thực và nhất quán trong giao tiếp và hành động của họ. Nếu các nhà lãnh đạo không thực sự tin tưởng vào mục đích của họ, nếu họ không nhất quán trong thông điệp và hành động,
nhưng người theo dõi họ sẽ nhanh chóng cảm nhận được điều này và đánh mất niềm tin cũng như động lực vào người lãnh đạo đó. Điểm mấu chốt thứ hai rút ra từ cuốn sách là các nhà lãnh đạo thành công tập trung vào tầm nhìn dài hạn hơn là lợi ích ngắn hạn. Sinek luận rằng có quá nhiều nhà lãnh đạo và công ty tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn và kết quả trước mắt thay vì xây dựng tầm nhìn và mục đích dài hạn. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo có khả năng suy nghĩ và hành động lâu dài, khả năng tạo ra thành công bền vững là đặt mục tiêu của họ. Sinek khi dẫn về ví dụ về Southwest Airlines, hãng hàng không đã liên tục tập trung vào việc cung cấp dịch vụ du lịch hàng không với giá cả phải chăng cho khách hàng, trong khi vẫn duy trì ý thức mạnh mẽ về văn hóa và giá trị của công ty. Bằng cách tập trung vào tầm nhìn dài hạn này, Southwest đã có thể vượt qua suy thoái kinh tế và những thay đổi của thị trường trong khi vẫn trung thực với các giá trị và mục đích cốt lõi của mình. Ngược lại, Sinek chỉ là ví dụ về Aaron, một công ty tập trung vào lợi ích và lợi nhuận ngắn hạn, suy nghĩ ngắn hạn và cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của công ty khi nó sa lầy và tham nhũng và bê bối. Một trong những lợi ích chính của việc tập trung vào tầm nhìn dài hạn là nó giúp các nhà lãnh đạo đưa ra những quyết định phù hợp với các giá trị và mục đích của họ. Khi nhà lãnh đạo có một tầm nhìn rõ ràng về những gì họ muốn đạt được trong dài hạn, họ có nhiều khả năng đưa ra những quyết định phù hợp với tầm nhìn đó, ngay cả khi chúng không mang lại lợi nhuận hoặc là sự nổi tiếng ngay lập tức. Một lợi ích khác của việc tập trung vào tầm nhìn dài hạn là nó có thể giúp các nhà lãnh đạo xây dựng mối quan hệ bền chặt với nhân viên, khách hàng và các bên liên quan của họ. Khi các nhà lãnh đạo có thể truyền đạt tầm nhìn rõ ràng và hấp dẫn cho tương lai, họ có nhiều khả năng thu hút và giữ chân những người theo dõi trung thành, những người đã đầu tư vào tầm nhìn đó. Tuy nhiên, tập trung vào tầm nhìn dài hạn không phải là ai cũng làm được. Nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải có ý thức mạnh mẽ về mục đích và giá trị, đồng thời sẵn sàng đưa ra những quyết định khó khăn có thể không được lòng dân hoặc mang lại lợi nhuận ngay lập tức. Nó cũng đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải kiên nhẫn và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình, ngay cả khi đối mặt với những thất bại và trở ngại. Ngoài ra, tập trung vào tầm nhìn dài hạn đòi hỏi nhà lãnh đạo phải linh hoạt và dễ thích nghi. Mặc dù có một tầm nhìn rõ ràng và hấp dẫn là rất quan trọng, nhưng cũng cần phải cởi mở với những hoàn cảnh và điều kiện thị trường đang thay đổi. Những nhà lãnh đạo có khả năng cân bằng giữa tầm nhìn dài hạn với sự sẵn sàng thích nghi và thay đổi sẽ có nhiều khả năng tạo ra thành công bền vững hơn. Bài học thứ ba rút ra từ cuốn sách là tầm quan trọng của việc hiểu và truyền đạt lý do của một người, mục đích hoặc niềm tin thúc đẩy hành động và quyết định của họ. Theo Sinek, những nhà lãnh đạo có khả năng trình bày rõ ràng câu hỏi tại sao, họ có nhiều khả năng truyền cảm hứng và thúc đẩy những người khác hành động. Sinek nêu ví dụ về Apple, công ty có thể liên tục đổi mới và tạo ra những sản phẩm mới truyền cảm hứng cho lòng trung thành và sự tận tâm của khách hàng. Ông lập luận rằng thành công này phần lớn là nhờ vào câu hỏi tại sao rõ ràng và thuyết phục của công ty, niềm tin vào việc thách thức hiện trạng và suy nghĩ khác biệt. Câu hỏi này thể hiện rõ ràng trong các sản phẩm, hoạt động tiếp thị và văn hóa doanh nghiệp của công ty, đồng thời đã truyền cảm hứng cho một lượng khách hàng và nhân viên trung thành. Tuy nhiên, hiểu và truyền đạt câu hỏi của một người không phải lúc nào cũng dễ. Nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải có hiểu biết sâu sắc về các giá trị, niềm tin và mục đích của chính họ, và để có thể truyền đạt những giá trị đó một cách rõ ràng và thuyết phục. Nó cũng đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải sẵn sàng đưa ra các quyết định phù hợp với câu hỏi của họ, ngay cả khi những quyết định đó khó khăn hoặc không được ưa chuộng. Một trong những lợi ích của việc hiểu và truyền đạt câu hỏi tại sao là nó có thể giúp các nhà lãnh đạo thu hút và giữ chân những người theo dõi trung thành, những người đã đầu tư vào câu hỏi đó. Khi cấp dưới chia sẻ câu hỏi tại sao của nhà lãnh đạo, họ có nhiều khả năng được truyền cảm hứng và động lực để hành động, ngay cả khi đối mặt với những thách thức. Điều này có thể dẫn đến thành công và thỏa mãn lớn hơn cho các nhà lãnh đạo và những người theo dõi. Ngoài ra, hiểu và truyền đạt câu hỏi tại sao có thể giúp các nhà lãnh đạo tạo ra ý thức mạnh mẽ về văn hóa và bản sắc của công ty. Tuy nhiên, việc hiểu và truyền đạt câu hỏi tại sao của một người đòi hỏi nỗ lực và cam kết không ngừng. Đây không phải là nhiệm vụ chỉ làm một lần, mà là một quá trình phản ánh và giao tiếp liên tục. Các nhà lãnh đạo phải sẵn sàng thường xuyên đánh giá lại câu hỏi tại sao của họ và điều chỉnh nó cho phù hợp với hoàn cảnh thay đổi, trong khi vẫn duy trì được thông điệp rõ ràng và nhất quán. Bài học thứ tư thu ra từ cuốn sách là tầm quan trọng của việc tạo ra cảm giác thân thuộc và mục đích trong một tổ chức hoặc là cộng đồng. Sinek lập luận rằng con người có nhu cầu cơ bản là thuộc về và cảm thấy rằng công việc hoặc hành động của họ có mục đích lớn hơn ngoài bản thân họ. Sinek trích dẫn về ví dụ của Southwest Airlines, và công ty đã thành công trong việc tạo ra cảm giác thân thuộc và mục đích giữa các nhân viên của mình. Mục đích của Southwest là dân chủ hóa việc di chuyển bằng đường hàng không, bằng cách làm cho nó có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận với mọi người. Mục đích này thể hiện rõ ràng cho mọi khía cạnh hoạt động của công ty, từ mức giá thấp đến dịch vụ khách hàng thân thiện và dễ mến. Mục đích này đã truyền cảm hứng cho lòng trung thành và sự cống hiến của các nhân viên Southwest, những người cảm thấy rằng họ là một phần của điều gì đó vĩ đại hơn chính họ.
đó là cảm giác thân thuộc và mục đích là điều quan trọng không chỉ đối với hạnh phúc của các cá nhân mà còn đối với sự thành công của một tổ chức hoặc cộng đồng. Khi các cá nhân cảm thấy họ thuộc về và công việc của họ có mục đích lớn hơn, họ có nhiều khả năng được thúc đẩy làm việc hiệu quả và sáng tạo hơn. Điều này có thể dẫn đến sự đổi mới và thành công lớn hơn cho toàn bộ tổ chức và cộng đồng. Sinek gợi ý một số cách mà các nhà lãnh đạo có thể tạo ra cảm giác thân thuộc và mục đích trong công ty. Một cách là tạo ra một tầm nhìn hoặc mục đích rõ ràng và hấp dẫn mà mọi người có thể tập hợp lại. Mục đích này nên tập trung vào điều gì đó lớn hơn lợi nhuận hoặc là lợi ích cá nhân và nên được truyền đạt theo cách truyền cảm hứng và thúc đẩy người khác. Một cách khác để tạo ra cảm giác thân thuộc và mục đích là tạo cơ hội cho các cá nhân được đóng góp và tạo ra sự khác biệt. Điều này có thể thông qua công việc tình nguyện, dịch vụ cộng đồng và các dự án phù hợp với mục đích của tổ chức. Khi các cá nhân cảm thấy rằng họ đang tạo ra sự khác biệt và đóng góp cho một điều gì đó vĩ đại hơn bản thân họ, họ có nhiều khả năng cảm thấy có mục đích và được thuộc về. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo có thể tạo ra cảm giác thân thuộc và mục đích bằng cách nuôi dưỡng một nền văn hóa tích cực và được giúp đỡ. Điều này có nghĩa là tạo ra một môi trường để các cá nhân cảm thấy có giá trị, được tôn trọng và được hỗ trợ, đồng thời là nơi họ được khuyến khích cộng tác và chia sẻ những ý tưởng của mình. Khi cá nhân cảm thấy rằng họ là một phần của cộng đồng, họ có nhiều khả năng cảm thấy mình thuộc về và có mục đích hơn. Tuy nhiên, nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải có chủ ý và chủ động trong nỗ lực tạo ra một nền văn hóa tích cực và được giúp đỡ, đồng thời truyền đạt mục đích và giá trị của tổ chức một cách nhất quán. Nó cũng đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải sẵn sàng lắng nghe và nghiêm túc lắng nghe các quan điểm và ý tưởng của những người theo dõi họ. Cách thứ năm nữa từ cuốn sách là khái niệm về vòng tròn vàng. Vòng tròn vàng là một khuôn khổ để hiểu mối quan hệ giữa câu hỏi tại sao, cách chức và cái gì đó của một công ty. Vòng tròn vàng bao gồm 3 vòng tròn đồng tâm, với tại sao ở trung tâm, nằm thế nào ở giữa và cái gì ở vòng tròn bên ngoài. Theo Sinek, hầu hết công ty bắt đầu với cái gì, sau đó chuyển sang làm thế nào và cuối cùng mới là tại sao. Tuy nhiên, những công ty thực sự thành công đều bắt đầu với tại sao và hướng ra bên ngoài. Sinek lập luận rằng việc bắt đầu với tại sao là quan trọng vì nó giúp các công ty tạo ra ý thức về mục đích và phương hướng. Khi một công ty biết câu hỏi tại sao, công ty đó có thể truyền đạt giá trị và niềm tin của mình tới khách hàng và nhân viên một cách hiệu quả hơn. Điều này tạo ra cảm giác liên kết và lòng trung thành vì mọi người bị thu hút bởi các công ty chia sẻ giá trị và niềm tin của họ. Ngược lại, những công ty bắt đầu với cái gì mà chỉ tập trung vào sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cung cấp sẽ ít có khả năng tạo ra cảm giác trung thành và kết nối. Điều này là do các sản phẩm và dịch vụ có thể dễ dàng được nhân rộng, nhưng ý thức và mục đích và giá trị thì không thể. Vòng tròn làm thế nào của vòng tròn vàng đại diện cho quy trình hoặc phương pháp mà một công ty đạt được mục tiêu của mình. Điều quan trọng là các công ty phải hiểu rõ về cách họ đạt được mục tiêu tại sao. Nhưng đây không phải là điểm khởi đầu. Thay vào đó, làm thế nào nhưng được thông báo bởi lý do, vì làm thế nào chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích. Vòng tròn cái gì đại diện cho các sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp, đây là vòng tròn ngoài cùng. Tuy nhiên, điều quan trọng là các công ty phải hiểu rõ về những gì họ cung cấp, vì đây là những gì khách hàng cuối cùng sẽ mua. Sinek cung cấp một ví dụ về các công ty đã triển khai thành công khuôn khổ vòng tròn vàng. Và ví dụ đó là Apple. Bắt đầu với câu hỏi thách thức hiện trạng và suy nghĩ khác biệt, câu hỏi này sau đó được thể hiện trong cách thiết kế các sản phẩm sáng tạo và đơn giản và thanh lịch. Những sản phẩm của Apple chẳng hạn như iPhone và Mac là phần cuối cùng và ít quan trọng nhất của phương trình. Một ví dụ khác là hãng hàng không Southwest Airlines bắt đầu với câu hỏi tại sao phải dân chủ hóa việc đi lại bằng đường hàng không và làm cho nó có giá cả phải chăng cho tất cả mọi người. Câu hỏi tại sao này sau đó được thể hiện trong cách cung cấp dịch vụ khách hàng thân thiện và dễ mến. Những sản phẩm của Southwest chẳng hạn như các chuyến bay và các điểm đến là phần cuối cùng và ít quan trọng nhất của phương trình. Vòng tròn vàng là một công cụ mạnh mẽ để các công ty tạo ra ý thức về mục đích và phương hướng, đồng thời xây dựng lòng trung thành của khách hàng và nhân viên của họ. Tuy nhiên, đó là các công ty phải bắt đầu với câu hỏi tại sao và hiểu rõ các giá trị và niềm tin của họ. Điều này có thể khó khăn đối với các công ty chỉ tập trung vào lợi nhuận và không có mục đích rõ ràng, nhưng nó là rất cần thiết cho sự thành công lâu dài. Điểm mấu chốt thứ 6 rút ra từ cuốn sách của Simon Sinek là khái niệm sự chia cắt. Điều này đề cập đến sự khác biệt giữa quá trình ra quyết định hợp lý và cảm tính của bộ não con người và cách các công ty tận dụng sự hiểu biết này để kết nối với khách hàng của họ ở mức độ sâu hơn. Sinek lập luận rằng trong khi nhiều công ty chỉ tập trung vào các khía cạnh hợp lý của sản phẩm và dịch vụ của họ, chẳng hạn như tính năng và lợi ích, thì các công ty thành công cũng thu hút nhu cầu và mong muốn tình cảm của khách hàng. Điều này là do con người bị chi phối bởi cảm xúc và đưa ra quyết định dựa trên cảm giác của họ, thay vì chỉ dựa trên logic và lý trí. Để minh họa điều này, Sinek sử dụng ví dụ về ngành công nghiệp ô tô.
trong khi hầu hết các nhà sản xuất ô tô tập trung vào các khía cạnh hợp lý của sản phẩm, chẳng hạn như tiết kiệm nhiên liệu, xếp hạng an toàn và mã lực của xe, thì các thương hiệu ô tô sang như BMW, Mercedes-Benz lại thu hút những ham muốn tình cảm của khách hàng. Họ tạo ra cảm giác kết nối cảm xúc bằng cách tập trung vào trải nghiệm lái xe, cảm giác uy tín và địa vị đi kèm với việc sở hữu một chiếc xe hơi sang trọng và cảm giác được kiểm soát. Sinek gợi ý rằng chìa khóa để kết nối với khách hàng là mức độ tình cảm là hiểu các giá trị và niềm tin của họ, đồng thời phù hợp với họ. Điều này đòi các công ty phải bắt đầu với câu hỏi tại sao và có ý thức rõ ràng về mục đích và phương hướng. Khi mà công ty biết câu hỏi tại sao, công ty đó có thể truyền đạt các giá trị và niềm tin tới khách hàng một cách hiệu quả hơn, đồng thời tạo ra cảm giác gắn kết và trung thành. Sinek cũng lưu ý rằng sự phân chia giữa quá trình đã quyết định dựa trên lý trí và cảm xúc của bộ não không chỉ giới hạn trong hành vi của người tiêu dùng, nó cũng áp dụng trong hành vi của nhân viên, vì mọi người có nhiều khả năng được thúc đẩy bởi ý thức về mục đích và sự gắn bó hơn là chỉ bởi các khuyến khích tài chính. Sinek dùng ví dụ về hãng hàng không Southwest Airlines tập trung vào việc tạo ra ý thức cộng đồng và cảm giác thuộc về cho nhân viên của họ. Ý thức cộng đồng này chuyển thành dịch vụ khách hàng tốt hơn và trải nghiệm khách hàng tích cực hơn. Một ví dụ khác về một công ty đã tận dụng thành công việc chia tách là Like. Công ty tập trung vào việc truyền cảm hứng và trao quyền cho các vận động viên. Chiến dịch Just Do It của Like thu hút những khao khát cảm xúc của các vận động viên để thúc đẩy bản thân đến giới hạn của họ và đạt được mục tiêu của họ. Bằng cách phù hợp với các giá trị và niềm tin của khách hàng, Like đã có thể tạo ra một kết nối cảm xúc mạnh mẽ và xây dựng một cơ sở khách hàng trung thành. Hãy xem bản tóm tắt của mình về cuốn sách Gã nhện giày, tự truyện của nhà sáng lập Nike để hiểu hơn về ví dụ này. Và cuối cùng rút ra từ cuốn sách, bắt đầu với câu hỏi tại sao của Simon Sinek, ý tưởng về trò chơi hữu hạn và vô hạn. Hiểu được sự khác biệt giữa hai loại trò chơi này có thể giúp các nhà lãnh đạo đưa ra những quyết định tốt hơn và tạo ra các tổ chức bền vững hơn như thế nào. Sinek giải thích rằng trò chơi hữu hạn là trò chơi có quy tắc rõ ràng, người chơi cố định và mục tiêu rõ ràng. Ví dụ như đá bóng, mục tiêu của một trò chơi hữu hạn là giành chiến thắng. Khi trò chơi kết thúc, những người chơi sẽ về nhà. Ngược lại, trò chơi vô hạn là trò chơi không có quy tắc hoặc người chơi cố định và không có điểm kết thúc rõ ràng. Ví dụ như trò chơi cuộc sống, mục tiêu của trò chơi vô hạn không phải là giành chiến thắng mà là tiếp tục chơi và người chơi tiếp tục phát triển theo thời gian. Sinek lập luận rằng nhiều nhà lãnh đạo mắc sai lầm khi chơi trò chơi hữu hạn trong một thế giới trò chơi vô hạn. Họ chỉ tập trung vào lợi ích ngắn hạn và giành chiến thắng bằng mọi giá, thay vì xem xét tính bền vững lâu dài của một tổ chức của họ. Cách tiếp cận này có thể dẫn đến các hành vi phi đạo đức, sự thiếu tin tưởng và cuối cùng là sự thất bại của tổ chức. Thay vào đó, Sinek gợi ý rằng các nhà lãnh đạo nên tập trung vào các trò chơi vô hạn, như là tạo ra một nền văn hóa có trọng sự hợp tác, tin tưởng và các giá trị được chia sẻ. Trong một trò chơi vô hạn, mục tiêu không phải là đánh bại đối thủ mà là tồn tại lâu hơn họ. Điều này đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải nghĩ xa hơn những thách thức trước mắt và tập trung vào việc xây dựng một tổ chức có thể tiếp tục phát triển và thích nghi theo thời gian. Để minh họa khái niệm trò chơi vô hạn, Sinek sử dụng về chiến tranh lạnh. Hoa Kỳ và Liên Xô đã tham gia vào một trò chơi vô hạn, trong đó mục tiêu không phải là đánh bại đối phương mà là tồn tại lâu hơn họ. Hoa Kỳ cuối cùng chiến thắng trong chiến tranh lạnh bằng cách tạo ra một xã hội bền vững hơn với nền kinh tế vững mạnh và tầng lớp trung lưu thịnh vượng, trong khi Liên Xô sụp đổ dưới sức nặng của hệ thống không bền vững của chính họ. Để áp dụng khái niệm trò chơi vô hạn và kinh doanh, Sinek gợi ý rằng các nhà lãnh đạo nên tập trung vào việc tạo ra các văn hóa tin cậy, hợp tác và chia sẻ giá trị. Điều này có nghĩa là coi trọng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, nhân viên, các bên liên quan khác, thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn. Điều đó cũng nghĩa là sẵn sàng chấp nhận rủi ro và hy sinh trong ngắn hạn vì sự bền vững lâu dài của tổ chức. Nhìn chung, bắt đầu với câu hỏi tại sao là cuốn sách mà mọi người nên đọc, vì nó đưa ra những lời khuyên thiết thực, những câu chuyện cả truyền cảm hứng để có thể giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo, hoặc đơn giản là một người giao tiếp tốt hơn và được nhiều người yêu mến hơn. Cho dù bạn đang tìm cách xây dựng một doanh nghiệp thành công hay chỉ đơn giản là cải thiện các mối quan hệ cá nhân của mình, những bài học trong cuốn sách để được áp dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay, đừng ngần ngại nhấn like và chia sẻ những kiến thức này với nhiều người hơn. Cuối cùng, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình và sớm đạt được tự do tài chính.